Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang có mặt ở đường Nguyễn Huệ và Lê Thánh Tôn. Bên đây là trục đường Nguyễn Huệ, đi ra hướng này thì chúng ta sẽ đi đến đường Tôn Đức Thắng ha, bến Bạch Đằng. Rồi đây thì chúng ta sẽ bắt đầu từ Ủy ban nhân dân thành phố và đi theo trục đường Lê Thánh Tôn để gửi đến các anh chị các bạn những hình ảnh Sài Gòn về đêm ở trên đường Lê Thánh Tôn này ha. Đường Lê Thánh Tôn thì đường này ngày xưa giờ vẫn là tên như vậy, theo em tìm hiểu trên mạng là như vậy ha. Con đường nó dài từ Tôn Đức Thắng, bến tàu Ba Son cho đến vòng xoay một bên ngã sáu Phù Đổng. Rồi hành trình chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát. Đây có hàng cây cao rất là đẹp nè. Bà con mình ra đây chụp hình rất là nhiều ha. Thì chị ở đây đèn nhiều, thiết kế đẹp nữa. Tại vì ngay đây là khách sạn Red nè. Nếu anh chị các bạn ở đây thì sẽ có cái view ở dưới, chúng ta nhìn lên khách sạn nè. Nếu trong khách sạn nhìn ra thì cái view của chúng ta, view chúng ta là như thế này. Ủy ban nhân dân thành phố và một cái dòng người đi trên trục đường Lê Thánh Tôn. Cái gì thấy khách du lịch qua đây rất là đông ha. Có lẽ là không nơi nào mà nhìn thấy rõ khách du lịch nhiều như ở khu vực quận nhất này hết. Chúng ta nhìn thấy rất là đông những cái người nước ngoài lẫn các anh chị Việt Kiều, cô chú Việt Kiều về Sài Gòn. Ngay đây là ngã từ Lê Thánh Tôn và Bắc Tôn, rất là đông luôn. Xe cộ rất là đông đúc. Thì hành trình chúng ta đi ngang, sẽ đi ngang qua cái địa chỉ 112 Lê Thánh Tôn. Hôm qua đây em cũng xin gửi đến cô chú anh chị những hình ảnh về số nhà 112 Lê Thánh Tôn. Thì ngay đây là cái phòng phòng trà không tên. Chúng ta qua đường nhé. Phòng trà không tên của ca sĩ Lệ Quyên. Rất là đông luôn. Chúng ta nhìn lại nha. Phòng trà này thì hình như không biết ở trên thì có người ở hay không, nhưng mà em thấy giống như là một cái chung cư, cái cư xá, cái chung cư ngày xưa vậy đó. Này chắc nhờ cô chú anh chị mình cho xin cái comment ha, để chúng ta cùng nhau tìm hiểu rõ hơn. Đây là gian hàng bán đồ lưu niệm. Là bằng giấy thôi. Nhìn rất là đẹp. Bên kia thì có điểm gửi xe, giữ xe cho các bạn trẻ đi đi phố đi bộ Nguyễn Huệ. À,
đây thì có nhà trưng bày triển lãm tranh. Ủa? Nhà trưng bày triển lãm thành phố. Bình thường chúng ta rất ít thấy, cái giao diện cái nhà triển lãm này mở cửa. Kế bên cũng có một dãy nhà mà đã đóng cửa này. Chắc cái chỗ này sắp giải tỏa đó. Ngay trục đường Lê Thánh Tôn và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Không biết ngày xưa là cái công trình gì nhưng mà bây giờ họ đóng cửa hết trơn. Ban ngày cũng đóng luôn, chứ không có riêng gì ban đêm ha. Đây là khách sạn Norfolk. Đây chúng ta đang ở ngã tư giao lộ Lê Thánh Tôn và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Do hôm nay cuối tuần nên xe cộ rất là tấp nập. Xe người đọc chuyện, đọc đủ hết các chuyện trong. Bên kia thì lúc trước có cái barbecue nhưng mà bây giờ thì họ đã dẹp rồi. Rồi chúng ta qua đường nha, mà xe đông quá. Đợi đèn đỏ rồi mình sẽ qua đường. Rồi chúng ta qua nha. Đây là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nha anh chị. Ngay chỗ này là cái chỗ mà thường xuyên tập kết những cái xe rác nè. Ngay góc Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lê Thánh Tôn nè. Đây là những cái gian hàng bán đồ lưu niệm bằng giấy. Nhìn đồ bằng giấy đó nhưng mà những họ khắc bởi những cái hình kiến trúc của chợ Bến Thành rồi Hồ Gươm, cánh bườm. Này có căng tin, căng tin thư viện. Đây này có quán cà phê nữa ha. Hình như cái này là cái mảnh đất của cái thư viện tổng hợp, nói dài đến đường Lý Tự Trọng thì phải. Ta nhìn cái hàng rào rất là giống bên kia. Cái này quá trời lớn ha. Mình đi qua đường nha. Cái phòng trà không tên này nằm ngay giao lộ
Lê Thánh Tôn và đây là Nguyễn Trung Trực. Nguyễn Trung Trực và Lê Thánh Tôn. Theo hướng này chúng ta sẽ đi ra đường Nguyễn Du, Dinh Độc Lập. Này phòng trà không tên. Ở bên kia đường nè các anh chị. Chỗ này nhìn bề ngoài thì rất là sơ sài, có lẽ bên trên là một cái chung cư. Phòng trà chỉ là một phần của căn hộ này thôi. Này chúng ta nhìn tổng quát nha. Hôm nay thì có Jimmy Nguyễn, Phạm, Quang Linh, Thu Hằng. Nhìn lên trên thì có những cái sào đồ với lại dãy hoa lan. Rất là ngày xưa anh chị cô chú chị mình ở đây ha, nên bây giờ mình sẽ nhìn lại, có dịp mình nhìn lại. Có lẽ rất là dài nha, cái chung cư rất là dài nè. Chúng ta nhìn cái kiến trúc đi sâu bên trong luôn nè, dài 20 mét có. Mình nhìn qua đây là khách sạn Liberty Central, khách sạn 4 sao. Rồi chúng ta đi tiếp nha, xíu nữa thì chúng ta sẽ đến chợ Bến Thành rồi. Một số hình ảnh ở căn nhà 112 Lê Thánh Tôn, gửi đến cô chú anh chị và các bạn xem, gợi nhớ hình ảnh về quê nhà ha. Sài Gòn dạo này rất là nắng, nên bà con mình cũng hạn chế ra đường vào buổi trưa nha, nếu không có việc gì. Nắng cực độ luôn. Rồi chúng ta sẽ tạm dừng video tại đây. Chúc bà con cô bác mình ngày mới thì là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Này, chúng ta sẽ gặp nhau ở chợ Bến Thành nha. Yes, I'm going to turn it on.